Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả, mời quý vị đến với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ tư ngày 9 tháng 11. Kính thưa quý vị, các trận lũ lụt đang hoành hành tại nhiều tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản và sinh mạng người dân. Tính cho đến lúc này, Quảng Nam đã có 13 người chết. Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Nam tối hôm qua cho biết khoảng 73.000 ngôi nhà tại địa phương bị ngập nước. Kèm với lũ tự nhiên thì việc các hồ thủy điện xả lũ cũng khiến cho tình trạng tồi tệ hơn từ Quảng Ngãi, nhà báo Thanh Thảo cho biên tập viên Mạc Lâm của đài Á Châu tự do biết thêm một số thông tin như sau. Cái nguy hại của cái đợt lũ lụt vừa rồi, rồi thì là đương nhiên là cái, cái, cái tàn phá của của lũ lụt tự nhiên là cũng lớn nhưng mà cái nguy hiểm hơn mà nó gây bất ngờ hơn là chính là cái xa lũ của thủy điện bởi vì xa lũ một dây mà lên tới cả hàng năm sáu trăm mét khối như thế liên tục như thế thì khủng khiếp lắm nó gây một cái đợt sóng lũ bất ngờ mà nó tràn nhanh chóng và nó cùng với cái lũ của tự nhiên nó hợp lại thì nó gây ra tác hại rất lớn. Toàn bộ khu vực miền Trung hiện nay tức là có hàng trăm nhà máy thủy điện lớn nhỏ, nhưng họ cứ theo cái quy trình tức là mùa khô thì họ tích nước còn lũ thì là đã cùng với lũ và không báo trước cho dân hoặc báo trước chỉ vài tiếng đồng hồ dân chạy không kịp. Theo số liệu của chính phủ, tính đến nay đã có 100 người tử vong do các trận lũ lụt kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung của Việt Nam. Quay sang tin khác thưa quý vị, Việt Nam và Hàn Quốc vừa ký kết bản tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hàn Quốc. Bản tuyên bố chung bao gồm hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí đẩy mạnh sự phát triển hữu nghị sâu rộng, gia tăng tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước. Thêm vào đó, Việt Nam và Hàn Quốc hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Đặc biệt, hai bên bày tỏ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Phía Hàn Quốc cũng sẽ xem xét đến đề nghị của Việt Nam là tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xuất khẩu vào nước này. Quay sang tin y tế thưa quý vị, bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát tại Hà Nội khi mỗi ngày có ít nhất là 10 ca phải nhập viện. Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có 700 người nhiễm bệnh và bắt đầu tăng mạnh từ tháng 8 tới nay. Điều nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết là người bệnh không biết mình mắc bệnh gì vì các triệu chứng giống như sốt thường, rất khó chuẩn đoán. Cũng liên quan đến tình hình y tế, tỉnh Ninh Thuận hôm thứ Hai vừa rồi đã công bố dịch tay chân miệng với 16 xã có người bệnh tăng lên gần 500 ca từ đầu năm cho tới nay. Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 128 trên tổng số 187 nước được khảo sát của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNDP. Báo cáo mới của UNDP đưa ra ngày hôm nay tại Hà Nội cho thấy sự tiến bộ về phát triển con người của Việt Nam là do phát triển kinh tế, còn y tế và giáo dục thì còn thấp. So với các nước trong khu vực, Việt Nam đứng cao hơn Campuchia và Lào nhưng đứng sau các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia. Được biết, trong 20 năm qua, chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng 30%, nhưng chủ yếu là do tăng trưởng từ kinh tế. Quay sang tin khu vực, thưa quý vị, chỉ huy hạm đội 7 của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Phó Đô đốc Scott Swift hôm nay lên tiếng cho rằng ông không quan ngại về một cuộc xung đột lớn tại Á Châu, nhưng lại lo lắng đối với những vụ nhỏ nhưng có những hậu quả không lường trước ở những khu vực như tại Biển Đông phát biểu với báo giới tại Hồng Kông khi hàng không mẫu hạm USS George Washington đang ghé thăm ở đó, Phó Đô đốc Scott Swift nói rằng cuộc đối thoại quân sự giữa Washington và Bắc Kinh đã diễn ra ở cấp chỉ huy cao nhất và cả hai đều chia sẻ mong muốn giảm thiểu những căng thẳng. Tuy nhiên, theo ông Scott Swift, thì vùng biển đông giàu tài nguyên thiên nhiên là nơi mà một số nước trong đó có Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Do đó, cần quan tâm đặc biệt để tránh tình trạng bùng nổ xung đột. Và tin cuối cùng thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều người từ các nơi cách Bắc Kinh hàng ngàn km đã lên tận nơi làm việc của nghệ sĩ Ngài Vĩ Vĩ để bày tỏ ủng hộ của họ đối với người nghệ sĩ này mà nhà nước Trung Quốc tuyên bố phải đóng phạt tiền thuế đến 15 triệu nhân dân tệ, tương đương chừng 2 triệu đô la Mỹ. Hãng thông tấn AFP loan tin nơi làm việc của ông Ngài Vĩ Vĩ ở Bắc Kinh đồng kín người vây quanh từ sáng đến chiều tối. Trong số này có người đến từ đảo Hải Nam, cách xa thủ đô đến gần 3.000 km họ gồm đủ thành phần từ sinh viên cho đến thường dân. Ông Ngài Vị Vị bị bắt giam 81 ngày hồi đầu năm nay. Khi được thả tự do, ông bị buộc về tội trốn thuế. Tuy nhiên, ông bác bỏ mọi cáo buộc từ phía chính quyền. Ông cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh buộc ông không được lên tiếng. Những hoạt động của ông Ngài Vị Vị khiến cho chính quyền Bắc Kinh thật khó chịu. Ông từng tổ chức những cuộc điều tra độc lập về việc các trường học bị sập trong vụ động đất ở Tứ Xuyên hồi năm 2008 cũng như vụ hỏa hoạn hồi năm 2010 tại một cao ốc ở Thượng Hải khiến hàng chục người bị thiệt mạng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.